xong mình chài con cá nấu canh chua. Xong mình nè các bạn, mời các bạn đi với mình. Nghe nói chú chú mỏ từ được ừ. Nhung qua đây gan nè. Gan số 2. Gan số 2 luôn. Tấm 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 mẹ nha. Đây là chài đầu tiên chân nha các bạn, chài ngay chân cái bến nhà luôn, chút nữa mình xuống giỏ mình đi dài dài rồi, theo rồi, những cái bến khác chài coi có không. Đầm băng không có gốc đâu, chài đi. Trời nửa xong có giống gì tờ. Ôi, có lý à. Đã sóc. Im gì? Vậy cũng có nữa hả? Trời ơi, giải trại đẹp mà. Được mấy con, hai con hả? Hai con. Im mà các bạn à. Kiểu này là có cá nấu chua à. Mà giờ đổi người các bạn ơi, đổi danh viên trước nó giải rồi. Còn anh nó ra sao nó chạy máy rồi, chứ lợn nó giải nó cũng sợ vướng gốc, nó không dám lặn, nó sợ gì á. Máy lợn này nè, mình chạy không đẹp rồi các bạn ơi, cho cậu mình chạy mà các bạn ơi. Đâu phải gà đâu. Đâm bực bực đồ, đâm phang phang túi rồi. Cá bự đâu có đâm đâu cậu ơi. Sao thấy gác không? Ồ, ê bà, cá kết. Cá kết. Bà con cá đậu nó kết. Này nó chuyên nghiệp hơn kia các bạn ơi. Có cá bự rồi. Thank you.
còn nghỉ rồi các bạn ơi. Đây vô bến đây. Sớm giờ là đi khoảng hơn tiếng hồ là được cỡ nhiêu cá rồi. Chắc đủ bữa nay ăn rồi. Cá này lên một số cá lớn mình sẽ làm mình nấu chua nghe, còn số cá nhỏ thì mình khô quẹt. Đây mình bắt cá lên đây. Cá lên làm món chiều ăn chiều. Giấc này cũng khoảng cái này 3:30 làm ăn cũng vừa rồi. Đây anh nó chuẩn bị nhóm lửa, bắt nước lên đang chút nóng bên chua. Cá đã làm xong rồi các bạn ơi. Đây, cá đó. Mấy con cá lớn này mình nấu chua nha. Còn cá nhỏ này thì mình khô quẹt. Ăn một bữa. Đây. Cá rất là ngon nha các bạn. Cá mềm ngọt. Đây mình có chuẩn bị ngò, rau chua, quế, me rồi, chuẩn bị sẵn hết, ớt rồi có sẵn hết. Bây giờ Hoàng Anh nó đi bẻ bông lục bình, ăn chút nữa nấu chua đây các bạn ơi. Bông lục bình này là ở trong vuông cua của ông anh ở bên trên nhà, ở gần nhà. Thả lục bình vô đẳng nuôi cô đó mà vô giải phân nó ra bông rất là nhiều. Bông lục bình ăn nấu canh chua ăn thì rất là ngon. Đây nè các bạn ơi, dành nó ốp cá đằng chút nữa cho nó thấm kho. Bóc mới qua đây nó canh chua luôn đi, cái đó nhiều lắm rồi. Đây bông lục bình mình hái nãy giờ được nhiêu? Nước màu nào ốp. Nhiều đủ ăn nha các bạn. Đây các bạn mình nấu bằng me tươi nha, me trái. Me để me vô nó chín mình vớt ra mình dầm. Dầm cái gì? Xong mình chắc nó lấy nước cắn chắc vô lại. Nước lên được nè. Nó ngọt. Mình ốp mình nêm luôn nha. Nêm đường. Bột ngọt. Vậy là canh chua chín rồi mình nhắc xuống để bông lục bình vô, tại vì bông lục bình nó dễ chín lắm, để vô là chín thôi. Đây để vô rồi cắt đi xong mình đụng thả tía nè, giữ về dưới rồi bình vô nha quý vị. Ra nước màu tím luôn. Canh chua bông lục bình màu tím tình yêu rồi. Nổi lên màu tím luôn rồi. Sắc xuống. Đó, này là có màu tựa tựa như là canh thay ngọt nha anh em. Đây các bạn, dành nó cháy tỏi. Để chút để vô nồi canh chua này cho nó thơm. Phi tỏi. Bỏ cái đó phi luôn hả? Ừ. Rau canh chua, quế, ngò,
đồ là nó phi với tỏi luôn các bạn ơi. Đây cháy xong rồi để vô nồi canh chua các bạn. Rồi gỗ nó thơm. Nhìn rất là đẹp. Kho cá đây. Đây bắt đầu nó ấp cá thành kho. Màu đẹp quá. Bột ngọt. Ngọt đường. Nước màu. Để dầu ăn luôn các bạn. Rồi bắt đầu để lên kho các bạn ơi. Rồi xong rồi hết các bạn ơi. Mời anh em lại là mình nhập tiệc thôi. Thằng coi rất là đẹp luôn. Đây. Cá kho quạt. Kho ớt. Đây, canh chua lục bình, cá mì dinh, cá dảnh. Cơm. Ồ món ăn sơ sài mà thấy cũng ngon quá nè anh em. Nhân giả đồng quê. Xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình đi chài ở dưới sông được cá linh với cá dảnh, cá trình dinh, cá mè dinh. Thì mình làm xong rồi mình về cái mình vẽ bông lục bình nấu canh chua. Nấu canh chua với bông lục bình. Thưởng thức cái món ăn đồng quê với mình nha các bạn. Tự làm tự ăn. Đây bông lục bình nha các bạn. Mình gắp cặp thử miếng cá trình dinh. Còn không nói sợ anh ta không biết bông bình à. Chậm như chén nước mắm trong nha các bạn. Mời các bạn dùng với mình nha. Rồi dùng. Ông lục bình ăn vậy đâu có thưởng thức hả? À? Đó, đó. Đừng lượm vô. Ăn là nó ngon. Lỡ cái nữa ra, làm lỡ cái nữa ra. Vô, hải ra, hải ra. Hải ra vô. Hai, hai. Ở đây kêu hải ra mà cường điếm ba nữa mới được. Nó chưa để vô mà biểu hả. Rất là ngon nha các bạn. Bông lục bình mà mình nấu canh chua với cá mè dinh này kia đồ á là rất là ngon. Cái mùi vị nó rất là thơm. Mùi vị ngọt của bông lục bình với vị cá nó ra nữa. Khi mà mình nấu canh chua có ớt này kia đồ rất là ngon nha các bạn. Rất ok. Canh chua mà cộng với mẻ cá kho này còn gì bạn. Canh chua mà cộng cá kho là nhất thế gian còn. Là món quá ngon anh em ạ. Đây mình gấp một miếng này mình mời ông cậu mình nha. Ngày nay cậu mình ông chài ông lặn quá trời lặn, tao nghe bóng. Vô cậu. Ông nói ngon dở, chê dở. Ông nói tiếng lạc. Mình làm mình nấu giống càng ngon. Sau đây là ông thợ nấu là cũng là ông thợ chài luôn nha các bạn. Đây. Hôm nay làm mà ăn thấy sao? Thấy cũng ngon. Không, cái lúc chài mình thấy sao? Không, thấy gấp không? Thấy gấp. Lúc chài thấy mệt. Gấp bự không? Lặn với gỡ sao? Gỡ cái nước như sao? Bung Jenny gỡ như sao đó. Hello. Sao nấu? Nói cho ngày ăn không mày? Bữa nói lắm mà. Nay không có tư à. Cảm nhận cái canh chua này kia sao cậu? Cảm nhận không mà ngon. Từ tôi cưới vợ tôi gì tới giờ chưa nấu được nồi canh chua như giống gì. Hay là có thằng cháu cũng làm ăn quá ngon quá. Rồi mà bị bó đói luôn chắc ăn luôn. Mở clip này mà lên là bị bó đói chắc ăn luôn. Vợ tôi chưa từng nấu. Có thằng cháu nấu ngon quá. Mình nói nói với bà xã nấu cái gì nè. Mình cho miếng nước nha các bạn. Cái nước này cái bông lục bình nó ra cũng là màu tím luôn nha các bạn.
mời các bạn vô. Mời vô đồ cậu, vô đồ ăn cậu đi, còn chén Phú sao Phú? Quá đã, bông một bình này quá ngon à. Canh chua, bông một bình. Kết bông một bình. Nước nó vừa chua mà vừa ngọt. Cộng thêm cá kho quẹt mà có ớt nữa. Vừa cá cay rồi kia. Mà hình như bông một bình nó ngon thiệt, anh em mà thấy anh em ăn bông luồn là nhiều hơn cá. Bình ngon thiệt. Một tím mộng mơ nha anh em. Dạ sao vậy? Nêm vừa ăn lắm. Do cá mình mặn với xong đem lên cái mặn cá tư á. Ăn nó ngọt nữa á. Bởi vì cá thiên nhiên lúc nào nó cũng ngon mà. Nó còn chua. Ngon nhất là bông lục bình này. Bông lục bình. Bông bình này nó tại vì để mình để hơi sớm á, đúng ra mình để. Chừng nào mình ăn mình để vô nó mới ngon. Để vô nhắc không luôn. Ừ, để vô nhắc không luôn á, nó vừa chín tới nó ngon lắm. Cái này nhắc luôn rồi mới để vô nó còn gì. Vậy nó mà không bằng để vô hơi nhắc luôn. Ủa, mình có nói ngược không ta? Tại vì nó ngắt nó mới lại vô này nó lá gì giờ? Chừng nói ngược không may á. Ta nhắc xuống để vô, để vô á nhắc xuống. Một làm chén cơm nữa nha. Làm nhiều à? Thôi ăn ngon bỏ ăn. Ăn nhiều quá không biết ngon được. Thôi thì cá Trình Vinh này không nhận là con cá thiên nhiên, công nhận nó béo thiệt. Béo mà nó ngon nè. Ăn nó béo quá béo. Còn con ở dưới nữa đó. Nó nè anh em ơi, dùm nè. Chứ mình cá thấy ghê không? Cá bự bự không mà. Muốn bắt cá bự là bắt à. Muốn bắt cá nhỏ bắt. Cá nhỏ kho, bự nó chua. Mà ăn thua không thả lặn nè. Hay lắm. Ông lại chứ làm biết chính cái gốc rồi đó. Ông không lặn là không dính gốc, mà ông lặn là biết cái đó có cái gốc rồi đó. Mà là ông không có chỉ ai hết trơn á. Ừ. Sứ mình là trên cơm với cá nha. Cá đồ bông lục bình đồ tất cả là không tốn tiền. Làm đi chạy ăn đi. Chén nữa đi. Ăn thì lấy ra quả nào. Hoàng Anh gấp cho cậu Út thưởng, cậu Út của Hoàng Anh ngày nay hứa 12 giờ mất tiêu luôn Hoàng Anh. Chạy nữa đi. Này tao vô được chưa? Clip là tao không có nhậu. Clip nhậu hoài. Lên 3 clip là mấy anh dạy là nhậu liên miên rồi đó. À, này mình múc bỏ ra thêm nha các bạn. Không được mình. Em mua dịch ớt không? Ớt đối vậy không? Ngon là ngon vô ớt. Ông nội này mồ hôi tùm lum hết trơn. Trời ơi là trời. Ông nội ăn vừa vừa thôi. Chùi nó quẹt. Chúng nói vậy là nó biết thằng nào là nào. Vậy nó lên đây luôn á. Ăn mồ hôi. Không bay vô. Cho bỏ cái tặc hứa lụi đó. Nó vô bên nhà giữa vậy. Cái này giờ vợ nhìn hết ra luôn. Rồi luôn à. Lần này giờ là ủa nãy sao đi không có gâu mà về về gâu quá trời gâu gâu lên tới trán luôn. Nó bị tôi đóng vai chung vô diện bà. Làm rồi, thử cái khúc đầu coi cốt. Được có hai kìa. Còn hai làm đuôi rồi. Cậu lớn cậu làm đầu đi. Thưởng đó. Thưởng cho ngày nay hứa lụi đó. Thưởng cho nó mặt đó hả? Đến đây cũng chiều tối rồi các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video để cho Kamaga Ramen mình vô ăn luôn nha các bạn. Tại vì đi chài từ trưa giờ cũng đói rồi. Rồi các bạn có yêu thích tên kênh của mình thì cho mình xin một like, một share và một chia sẻ. Xin chào các bạn. Chào nguyên xe luôn. Chào nguyên xe luôn. Chào tạm biệt.
Chào. Tạm biệt các bạn coi. Chào, trời ơi. Các bạn. Mặt tôi như thế này nè. Trời quá luôn. Thank you.